Thưa quý vị và các đồng chí, nằm trong đội hình tàu chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tàu 012 Lý Thái Tổ là một trong những tàu mặt nước hiện đại đã được cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162 khai thác, làm chủ hiệu quả. Trong đó, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức tốt các bài huấn luyện khó, phức tạp, đòi hỏi trình độ tư duy và xử lý sáng tạo của từng thành viên và kíp chiến đấu. Khi thực hiện nhiệm vụ trên biển, trong điều kiện khó khăn phức tạp, tàu huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, giỏi chuyên môn để thực hiện đúng ý định của người chỉ huy, thực hiện tốt các bài bắn tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Sau mỗi khoa mục huấn luyện, chỉ huy tàu 012 tiếp tục quán triệt rút kinh nghiệm đến từng ngành, từng vị trí, đảm bảo kết quả tốt cho lần huấn luyện sau.